Bộ Chính trị bị Bộ Công an trói tay. Chưa bao giờ sự việc chọn lựa nhân sự cho ghế Bộ trưởng Bộ Công an mà xảy ra hiện tượng tranh chấp khó khăn như bây giờ. Lâu nay ghế Bộ trưởng Bộ Công an phải là ủy viên Bộ Chính trị thì Bộ Chính trị cứ họp lại chọn một trong 11 người, trừ các nhân vật tứ trụ là xong. Trong trường hợp muốn thay thế Tô Lâm, chỉ cần chọn một trong các tên như Nguyễn Văn Nên, Nguyễn Hòa Bình, Phan Đình Trạc hoặc Trần Cẩm Tú là ổn, không đi ngược lại với tiền lệ bao lâu nay. Vậy mà Bộ Chính trị họp hành mãi vẫn không thể nào chọn được, mà đúng hơn là để cho Tô Lâm chọn theo cách riêng. Những ủy viên Bộ Chính trị vừa kể trên đều là người của ông Tổng Bí Thư, cho nên chỉ cần ông Tổng chọn là sẽ không còn ai trong ba người còn lại tranh chấp. Tuy nhiên, lần này việc chọn lựa của ông Tổng Bí Thư đã gặp khó khăn, không đến từ những ủy viên Bộ Chính trị khác mà lại là một ủy viên Trung ương Đảng. Ông Lương Tam Quang là nhân vật thiếu rất nhiều tiêu chí để trở thành Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Lương Tam Quang là Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an, nhưng ông lại không phải là ủy viên Bộ Chính trị mà là ủy viên Trung ương Đảng, chưa tròn một nhiệm kỳ. Trong gần 80 năm lịch sử tồn tại, chưa có ủy viên Trung ương Đảng nào làm Bộ trưởng Bộ Công an. Đã vậy, ông Lương Tam Quang lại không phải là đại biểu Quốc hội, trong khi đó Bộ trưởng Bộ Công an lại phải là đại biểu Quốc hội. Nếu nhìn vào những gì Lương Tam Quang có được, ông hoàn toàn không đủ tư cách để làm Bộ trưởng Bộ Công an. Ấy vậy mà, tại kỳ họp của Bộ Công an vào ngày 28 tháng 5 vừa qua, Tô Lâm đã đạo diễn cho hơn 63 giám đốc sở và các tổng cục bỏ phiếu chọn Lương Tam Quang làm Bộ trưởng và yêu sách lên Bộ Chính trị và ép Bộ Chính trị phải chấp thuận. Bộ Chính trị cố kéo dài thời gian nhưng cuối cùng cũng phải chấp thuận yêu sách của Tô Lâm. Rõ ràng đây là hành động kiêu binh làm loạn. Lâu nay Bộ Chính trị được xem là bộ siêu quyền lực, nó quyết định mọi chính sách và hành động của chính quyền Đảng Cộng sản. Bộ này được xem là một ông vua thực sự, vua tập thể. Ấy vậy mà một cơ quan công cụ như Bộ Công an giờ đây lại dám làm áp lực lên Bộ Chính trị. Như vậy, thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đang bị đảo lộn nghiêm trọng. Khi thủ lĩnh mà bị lính áp đặt thì đấy không phải là loạn, thì gọi bằng thứ gì cho đúng đây. Lương Tam Quang chính thức được Quốc hội thông qua là một cú tát trời giáng vào Bộ Chính trị. Đấy là một thất bại ê chề cho bộ siêu quyền lực này. Lúc này Bộ Chính trị bị Công an sai khiến, cung đình của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không còn là nơi trật tự nữa. Phe lò của ông Tổng Bí Thư luôn cố gắng lôi kéo các ủy viên Bộ Chính trị về phía mình. Cụ thể là tại hội nghị Trung ương thứ 9 vừa qua, Ban Bí Thư có 5 ủy viên Bộ Chính trị trước đó bị Tô Lâm bắn rụng một. Tuy nhiên, ngay sau đó ông Trọng cho bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị mới, đưa số ủy viên Bộ Chính trị trong Ban Bí Thư lên con số 8 người, chiếm phân nửa Bộ Chính trị. Kế hoạch chiếm nhiều người trong Bộ Chính trị để nâng tầm sức mạnh Ban Bí Thư của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sẽ trở nên vô nghĩa khi ông Tô Lâm giật dây Bộ Công an khống chế được cả Bộ Chính trị. Hiện nay chưa có bằng chứng Bộ Chính trị bị Bộ Công an trói tay, tuy nhiên, qua việc Bộ Chính trị đầu hàng trước Tô Lâm trong vụ chọn người vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an đã cho thấy một tiền lệ xấu đang diễn ra. Tiền lệ vì một ông Chủ tịch nước tự tay làm thay công việc của cả Bộ Chính trị. Khi trói tay được Bộ Chính trị thì Tô Lâm sẽ không ngần ngại làm bá chủ trong đảng để lấy lại quyền lực cho Bộ Chính trị. Giờ chỉ có thể là nỗ lực của ông Nguyễn Phú Trọng và 14 ủy viên còn lại trừ Tô Lâm. Liệu Bộ Chính trị sẽ thắng hay thua Bộ Công an ở những lần tranh chấp tiếp theo? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Bộ Chính trị bị Bộ Công an trói tay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Ba Đình cho hốt sư Thích Minh Tuệ, Hà Nội bị sấm sét đánh rền trời. Tâm linh là một câu chuyện huyền bí từ hàng ngàn năm qua, dù khoa học kỹ thuật đã phát triển rất xa, nhưng lòng tin của con người và đấng siêu nhiên vẫn không hề biến mất. Lòng tin và tôn giáo vẫn tồn tại ngay trong hàng ngũ khoa học gia xuất sắc nhất của xã hội loài người. Nói như thế để thấy phần tâm linh vẫn luôn tồn tại dù có người phủ nhận nó.
Trước đây, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương bài trừ đời sống tâm linh của người dân vì sự ngu muội. Họ cho rằng nếp sống văn minh là vô thần. Họ chủ trương phá đền chùa, nhà thờ, miếu mạo của người dân. Tuy nhiên, họ đã thất bại hoàn toàn. Ngược lại, giờ đây không ai mê tín bằng những người cộng sản. Sống đời sống tâm linh không có nghĩa là mê tín. Chỉ có người thiếu trí tuệ mới không phân biệt được ranh giới giữa tâm linh và mê tín. Hiện nay, người cộng sản rất mê tín, mặc dù chế độ này chủ trương vô thần. Họ mê tín đến mức khi mạng xã hội nói rằng các chủ tịch nước trước đây bị gãy chức giữa đường do chuyện tuyên thệ nhậm chức đều có cùng một anh lính cầm cờ đứng sau. Thế là đến lượt Tô Lâm nhậm chức chủ tịch nước, họ cho đổi người lính cầm cờ khác. Sáng sớm ngày 3 tháng 6, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho bắt Sư Thích Minh Tuệ cùng đoàn khuất thực đi theo. Đến tối ngày 4 tháng 6, người dân Hà Nội chứng kiến một trận sấm chớp rền trời. Theo như người Hà Nội thì họ chưa bao giờ chứng kiến một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ đến như thế, với hàng ngàn tia sét từ bầu trời đánh thẳng xuống. Không biết đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là trời phẫn nộ. Chỉ biết hiện tượng này không hề bình thường. Không biết hiện tượng thiên nhiên bất thường này có làm cho chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chùn tay hay không. Hiện nay mạng xã hội đã có hai luồng ý kiến cho rằng đấy là hiện tượng trời nổi giận. Mặc dù người cộng sản rất mê tín, nhưng để đạt được mục đích bảo vệ quyền lực và sự trường tồn của Đảng thì họ cũng bất chấp ý trời. Việc cấm đoán đàn áp con người tu tập của Sư Thích Minh Tuệ là hành động can thiệp thô bạo vào đời sống tâm linh, không chỉ của vị sư này mà còn của hàng triệu người mến mộ nhà sư. Đồng thời, đây cũng là hành động chà đạp lên quyền tự do tôn giáo của người dân. Họ lo sợ trước ảnh hưởng của nhà sư và lo sợ hơn về khả năng mất kiểm soát đối với đám đông. Nhưng cách làm của họ một lần nữa đã để lại vết nhơ và càng làm mất lòng người dân nhiều hơn nữa. Sư Thích Minh Tuệ đã nhận được sự ngưỡng mộ rất lớn từ xã hội. Đảng đàn áp con người tu tập của ông là thách thức lòng tin tôn giáo của cả một xã hội. Đây mới chính là mối nguy mà Đảng sẽ phải đối mặt. Trước đây, Đảng vẫn luôn mị dân rằng giáo hội Phật giáo do họ dựng nên. Nay, với việc đàn áp Sư Thích Minh Tuệ, chính quyền này đã rơi mặt nạ giả nhân giả nghĩa trước công chúng. Những việc họ làm đang khiến cho dân chúng chán ghét hơn, bất mãn hơn. Họ đang tích lũy thuốc nổ, đến lúc sẽ nổ tung, có thể lật nhào chế độ. Thượng tầng đang loạn, các phe phái đấu đá nhau đến mức sống chết. Tất cả đang kéo vào những cuộc tranh giành bất tận. Và quan chức thì chỉ lo tranh thủ vơ vét thay vì chăm lo cho đời sống của người dân. Như vậy, Đảng đang phạm vào hai điều cấm kỵ, đó là đẩy toàn dân đến sự bần cùng và xúc phạm niềm tin tôn giáo của người dân một cách hết sức nghiêm trọng. Trong sự kiện Sư Thích Minh Tuệ, nếu chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam khôn ngoan thì tạo điều kiện cho tu tập, như vậy họ sẽ được lòng dân. Tuy nhiên, vì sự vô minh, vì sự tham lam vô độ, họ đã ra tay với nhà sư, đó là họ đang tạo nghiệp và tương lai sẽ nhận quả báo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Ba Đình cho hốt Sư Thích Minh Tuệ, Hà Nội bị sấm sét đánh rền trời. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.